đúng với ảnh là chỗ của chỗ thờ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đó các bạn. Rồi nó tối quá không dám qua. Đường này là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngã ba An Nhơn thị trấn Vũng Liêm. Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đối diện là Hồ Dũng Linh. Lúc trước đi lên trên đó có đèn dám đi, giờ hết dám đi, đứng ngoài lộ quay.